377 Vào lúc bấy giờ, ở thành Rajagaha có con voi dữ tợn tên Nalagiri là con thú giết người. Khi ấy, Devadatta sau khi vào thành Rajagaha đã đi đến chuồng voi và đã nói với những người quản tượng điều này. Này các người, chúng tôi là những thân quyến của đức vua có quyền lực để đưa kẻ có chức vụ thấp lên chức vụ cao còn làm tăng thêm luôn cả thực phẩm và lương bổng nữa này các người chính vì điều ấy khi nào sa môn gotama đi vào con đường này khi ấy các ngươi hãy thả con voi nalagiri này ra và cho đi theo con đường này thưa ngài xin vâng những người quản tượng ấy đã trả lời Devadatta. Khi ấy vào buổi sáng, Đức Thế Tôn đã mặc y cầm y bát cùng với nhiều vị tỳ khưu đã đi vào thành Rajagaha để khất thực. Sau đó, Đức Thế Tôn đã đi vào con đường ấy. Những người quản tượng ấy đã nhìn thấy Đức Thế Tôn đang đi vào con đường ấy. Sau khi nhìn thấy, đã thả con voi nalagiri và cho đi theo con đường ấy con voi nalagiri đã nhìn thấy đức thế tôn từ đằng xa đang đi lại gần sau khi nhìn thấy đã vương vòi lên tai và đuôi dựng đứng rồi đã chạy lại đức thế tôn các vị tỳ khưu ấy đã nhìn thấy con voi nalagiri từ đằng xa đang đi lại gần sau khi nhìn thấy đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, con voi Nalagiri này giữ tợn thô bạo là con thú giết người đã đi vào con đường này. Bạch Ngài, xin Đức Thế Tôn hãy trở lui, xin đấng thiện thể hãy trở lui. Này các tỳ khưu, hãy đi đến, chớ có sợ hãi. Này các tỳ khưu, việc người nào có thể tước đoạt mạng sống của đức như lai bằng sự hãm hại là không hợp lý và không có cơ sở này các tỳ khưu các đức như lai vô dư niết bàn không do sự hãm hại đến lần thứ nhì các vị tỳ khưu ấy đã nói với đức thế tôn điều này bạch ngài con voi nalagiri này dữ tợn thô bạo là con thú giết người đã đi vào con đường này. Bạch Ngài, xin Đức Thế Tôn hãy trở lui, xin đấng thiện thể hãy trở lui. Này các tỳ khưu, hãy đi đến, chớ có sợ hãi. Này các tỳ khưu, việc người nào có thể tước đoạt mạng sống của Đức Như Lai bằng sự hãm hại là không hợp lý và không có cơ sở. Này các tỳ khưu, các đức như lai vô dư niết bàn không do sự hãm hại đến lần thứ ba các vị tỳ khưu ấy đã nói với đức thế tôn điều này bạch ngài con voi nalagiri này dữ tợn thô bạo là con thú giết người đã đi vào con đường này bạch ngài xin đức thế tôn hãy trở lui xin đấng thiện thể hãy trở lui này các tỳ khưu hãy đi đến chớ có sợ hãi này các tỳ khưu việc người nào có thể tước đoạt mạng sống của đức như lai bằng sự hãm hại là không hợp lý và không có cơ sở này các tỳ khưu các đức như lai vô dư niết bàn không do sự hãm hại 378. Vào lúc bấy giờ, dân chúng trèo lên và nấp ở các tòa nhà dài, ở các khu nhà lớn, ở các mái che. Ở nơi ấy, những người nào không có đức tin, không ngưỡng mộ, kém sáng suốt, những người ấy đã nói như vậy. Này quý vị, chắc chắn ngài Đại Sa môn Gotama đẹp trai sẽ bị con lâm tượng gây thương tích. Còn những người nào có đức tin, ngưỡng mộ, sáng suốt, những người ấy đã nói như vậy. Này quý vị, chốc nữa thôi, chắc chắn con lâm tượng này sẽ bị tượng chúa khuất phục. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã rải tâm từ đến con voi Nalagiri rồi con voi Nalagiri bị tác động bởi luồng tâm từ của Đức Thế Tôn, nên đã hạ vòi xuống, rồi đi đến gần Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đứng ở phía trước Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã dùng tay phải xoa ở trán của con voi Nalagiri, rồi đã nói với con voi Nalagiri những lời kể này. 379 hỡi này voi chớ có đối đầu với tượng chúa bởi vì hỡi này voi đối đầu tượng chúa khổ bởi vì hỡi này voi cõi trời không có được cho kẻ giết tượng chúa từ đây sanh cõi khác và chớ có ngạo mạn và chớ có khinh thường vì những ai bất cẩn không về được cõi trời nếu ngươi không làm thế, nhờ đó ngươi về trời. 380. Khi ấy, con voi Nalagiri đã dùng vòi lấy bụi ở bàn chân của Đức Thế Tôn rắc trên đầu nó, khung xuống chào rồi bước lui trong lúc vẫn nhìn Đức Thế Tôn. Sau đó, con voi Nalagiri đã về lại chuồng và đứng tại chỗ của nó. Và như thế, con voi Nalagiri đã trở nên thuần phục. 381. Vào lúc bấy giờ, dân chúng ngâm nga bài kệ này. Những kẻ được thuần hóa bằng cách dùng gậy gộc, bằng cách dùng roi vọt, bằng cách gậy móc câu long tượng được điều phục bởi vị đại ẩn sĩ không cần đến gậy gọc không cần dùng vũ khí dân chúng phàn nàn phê phán chê bai rằng devadatta này quả thật ác độc không biết xấu hổ bởi vì ở nơi đây lại dám âm mưu giết hại sa môn gotama là vị có đại thần lực có đại năng lực như thế này lợi lộc và vinh hiển của Devadatta đã sút giảm, còn lợi lộc và vinh hiển của Đức Thế Tôn đã tăng trưởng. 382. Vào lúc bấy giờ, Devadatta do lợi lộc và vinh hiển bị sút giảm nên phải cùng phe nhóm liên tục yêu cầu ở các gia đình rồi thọ thực dân chúng phàn nàn phê phán chê bai rằng tại sao các sơ môn thích tử này lại liên tục yêu cầu ở các gia đình rồi thọ thực ai lại không thích sự sung túc ai lại không hài lòng với đồ ăn ngọt ngào các tỳ khưu đã nghe dân chúng phàn nàn phê phán chê bai các tỳ khưu ít ham muốn tự biết đủ khiêm tốn có hối hận ưa thích sự học tập các vị ấy phàn nàn phê phán chê bai rằng vì sao devadatta cùng phe nhóm lại liên tục yêu cầu ở các gia đình rồi thọ thực các vị đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn khi ấy đức thế tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và hỏi đại đức devadatta rằng này devadatta nghe nói ngươi cùng phe nhóm liên tục yêu cầu ở các gia đình rồi thọ thực có đúng không vậy bạch thế tôn đúng vậy đức thế tôn đã khiển trách rằng này kẻ rồ dại vì sao ngươi cùng phe nhóm lại liên tục yêu cầu ở các gia đình rồi thọ thực này kẻ rồ dại việc ấy không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin này kẻ rồ dại hơn nữa chính sự việc ấy đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin sau khi khiển trách ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng này các tỳ khưu chính vì điều ấy ta sẽ quy định vật thực theo nhóm ba vị ở các gia đình đối với các tỳ khưu vì ba lý do nhằm kiềm chế những kẻ tồi tệ vì sự sống an lạc của các tỳ khưu hiền thiện chớ để các tỳ khưu ác xấu nương tựa vào phe cánh mà chia rẽ hội chúng vì lòng trắc ẩn đối với các gia đình và trong việc vật thực dân chung nhóm nên được hành xử theo pháp. 383. Sau đó, Devadatta đã đi đến gặp cô Kalika, Katamura Katisaka, con trai của Khandadevi... Devi và Samudadatto. Sau khi đến đã nói với Kokalika, Katamura Katisaka, con trai của Khanda Devi và Samudadatto điều này. Này các đại đức, hãy đi. Chúng ta sẽ tiến hành việc chia rẽ hội chúng của Samungotama, tức là việc phân chia quyền lãnh đạo. Khi được nói như thế, Kokalika đã nói với Devadatta điều này này đại đức sa môn gotama thật sự có đại thần lực có đại năng lực làm thế nào chúng ta sẽ tiến hành việc chia rẽ hội chúng của sa môn gotama tức là việc phân chia quyền lãnh đạo được này các đại đức hãy đi chúng ta sẽ đi đến gặp sa môn gotama và yêu cầu năm sự việc bạch ngài Đức Thế Tôn là người khen ngợi sự ít ham muốn, sự tự biết đủ, sự đoạn trừ, sự từ bỏ, sự hoan hỷ, sự giảm thiểu, sự ra sức nỗ lực bằng nhiều phương thức. Bạch ngài, đây là năm sự việc đưa đến sự ít ham muốn, sự tự biết đủ, sự đoạn trừ, sự từ bỏ, sự hoan hỷ, sự giảm thiểu sự ra sức nỗ lực bằng nhiều phương thức. Bạch Ngài Lành thay các tỳ khưu nên là các vị sống ở rừng cho đến trọn đời. Vị nào cư ngụ trong làng thì vị ấy phạm tội. Là các vị khất thực cho đến trọn đời. Vị nào hoan hỷ sự thỉnh mời thì vị ấy phạm tội. Là các vị mặc y may bằng vải bị quăng bỏ cho đến trọn đời vị nào hoan hỷ y của gia chủ thì vị ấy phạm tội. Là các vị sống ở gốc cây cho đến trọn đời, vị nào đi đến mái che thì vị ấy phạm tội. Không ăn cá thịt cho đến trọn đời, vị nào ăn cá thịt thì vị ấy phạm tội. Sa môn Gotama sẽ không cho phép năm sự việc này và chúng ta đây sẽ công bố cho dân chúng biết về năm sự việc này. Này đại đức, với năm sự việc này, có thể tiến hành việc chia rẽ hội chúng của Sa môn Gotama, tức là việc phân chia quyền lãnh đạo. Này đại đức, bởi vì dân chúng có niềm tin với khổ hạnh. 384. Sau đó, Devadatta cùng phe nhóm đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Devadatta đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch ngài, Đức Thế Tôn là người khen ngợi sự ít ham muốn, sự tự biết đủ, sự đoạn trừ, sự từ bỏ, sự hoan hỷ, sự giảm thiểu, sự ra sức nỗ lực bằng nhiều phương thức. Bạch ngài, đây là năm sự việc đưa đến sự ít ham muốn, sự tự biết đủ, sự đoạn trừ, sự từ bỏ, sự hoan hỷ, sự giảm thiểu, sự ra sức nỗ lực bằng nhiều phương thức. Bạch Ngài, lành thay các tỳ khưu nên là các vị sống ở rừng cho đến trọn đời. Vị nào cư ngủ trong làng thì vị ấy phạm tội. Là các vị khất thực cho đến trọn đời, vị nào hoan hỷ sự thỉnh mời thì vị ấy phạm tội là các vị mặc y may bằng vải bị quăng bỏ cho đến trọn đời vị nào hoan hỉ y của gia chủ thì vị ấy phạm tội là các vị sống ở gốc cây cho đến trọn đời vị nào đi đến mái che thì vị ấy phạm tội không ăn cá thịt cho đến trọn đời vị nào ăn cá thịt thì vị ấy phạm tội này devadatta thôi đi Vị nào muốn thì hãy trở thành vị sống ở rừng, vị nào muốn thì hãy cư ngụ ở trong làng, vị nào muốn thì hãy trở thành vị khất thực, vị nào muốn thì hãy hoan hỉ việc thỉnh mời. Vị nào muốn thì hãy là vị mặc y may bằng vải bị quăng bỏ, vị nào muốn thì thể hoan hỉ y của gia chủ. Này Devadatta, ta cho phép chỗ trú ngụ là gốc cây trong 8 tháng. Cá thịt là thanh tịnh với ba điều kiện. Không thấy, không nghe, không nghi ngờ. Khi ấy, Devadatta biết rằng Đức Thế Tôn không cho phép năm sự việc này nên mừng rỡ, phấn chấn cùng phe nhóm đã từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Đức Thế Tôn hướng vai phải nhiễu quanh rồi ra đi. 385. Sau đó, Devadatta cùng phe nhóm đã đi vào thành Rajagaha công bố cho dân chúng biết về năm sự việc. Này các đạo hữu, chúng tôi đã đi đến gặp Sa Gotama và đã yêu cầu năm sự việc. Bạch ngài Đức Thế Tôn là người khen ngợi sự ít ham muốn, sự tự biết đủ, sự đoạn trừ, sự từ bỏ, sự hoan hỷ, sự giảm thiểu, sự ra sức nỗ lực bằng nhiều phương thức. Bạch Ngài, đây là năm sự việc đưa đến sự ít ham muốn, sự tự biết đủ, sự đoạn trừ, sự từ bỏ, sự hoan hỷ, sự giảm thiểu, sự ra sức nỗ lực bằng nhiều phương thức bạch ngài lành thay các tỳ kheo nên là các vị sống ở rừng cho đến trọn đời vị nào cư ngụ trong làng thì vị ấy phạm tội là các vị khất thực cho đến trọn đời vị nào hoan hỷ sự thỉnh mời thì vị ấy phạm tội là các vị mặc y may bằng vải bị quăng bỏ cho đến trọn đời vị nào hoan hỷ y của gia chủ thì vị ấy phạm tội là các vị sống ở gốc cây cho đến trọn đời. Vị nào đi đến mái che thì vị ấy phạm tội. Không ăn cá thịt cho đến trọn đời. Vị nào ăn cá thịt thì vị ấy phạm tội. Là các vị khất thực cho đến trọn đời. Vị nào hoan hỷ sự thỉnh mời thì vị ấy phạm tội. Là các vị mặc y may bằng vải bị quăng bỏ cho đến trọn đời. Vị nào hoan hỷ y của gia chủ, thì vị ấy phạm tội là các vị sống ở gốc cây cho đến trọn đời, vị nào đi đến mái che thì vị ấy phạm tội. Sa môn Gotama không cho phép năm sự việc này. Còn chúng tôi thọ trì và thực hành năm sự việc này. 386. Ở nơi ấy, những người nào không có đức tin, không ngưỡng mộ, kém sáng suốt những người ấy đã nói như vậy các sa môn thích tử này đúng là có sự từ bỏ có sở hành đoạn trừ còn sa môn gotama là kẻ xa hoa nên nghĩ đến việc xa hoa còn những người nào có đức tin ngưỡng mộ sáng suốt những người ấy phàn nàn phê phán chê bai rằng tại sao devadatta lại ra sức việc chia rẽ hội chúng của đức thế tôn tức là việc phân chia quyền lãnh đạo các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn phê phán chê bai các tỳ khưu ít ham muốn tự biết đủ khiêm tốn có hối hận ưa thích sự học tập các vị ấy phàn nàn phê phán chê bai rằng vì sao devadatta lại ra sức việc chia rẽ hội chúng của đức thế tôn tức là việc phân chia quyền lãnh đạo sau đó các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn khi ấy đức thế tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và hỏi đại đức devadatta rằng này Devadatta, nghe nói người ra sức việc chia rẽ hội chúng, tức là việc phân chia quyền lãnh đạo. Có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Này Devadatta, thôi đi. Ngươi chưa có hoan hỷ việc chia rẽ hội chúng. Này Devadatta, chia rẽ hội chúng là việc nghiêm trọng. Này Devadatta, kẻ nào phá vỡ sự hợp nhất, kẻ ấy gây nên tội lỗi tồn tại trọn kiếp và bị nung nấu trong địa ngục trọn kiếp. Và này Devadatta, người nào làm hợp nhất hội chúng bị chia rẽ, người ấy tạo nên phước báo của Phạm Thiên và sẽ được an vui ở cõi trời trọn kiếp. Này Devadatta, thôi đi. Người chớ có hoan hỷ việc chia rẽ hội chúng. Này Devadatta, chia rẽ hội chúng là việc nghiêm trọng. 387 Sau đó vào buổi sáng, đại đức Ananda đã mặc y, cầm y bát, đi vào thành Rajagaha để khất thực Devadatta đã nhìn thấy Đại Đức Ananda đang đi khất thực ở trong thành Rajagaha Sau khi nhìn thấy đã đi đến gặp Đại Đức Ananda Sau khi đến đã nói với Đại Đức Ananda điều này Này Đại Đức Ananda Từ nay trở đi tôi sẽ hành lễ Uposatha Bố Tát và sẽ thực hiện các hành sự của hội chúng không cần đến đức thế tôn không cần đến hội chúng tỳ khưu sau đó khi đã đi khất thực ở trong thành rajagaha xong đại đức ananda sau bữa ăn trên đường đi khất thực trở về đã đi đến gặp đức thế tôn sau khi đến đã đảnh lễ đức thế tôn rồi ngồi xuống ở một bên khi đã ngồi xuống một bên đại đức ananda đã nói với đức thế tôn điều này bạch ngài nơi đây vào buổi sáng con đã mặc y cầm y bát rồi đi vào thành rajagaha để khất thực bạch ngài devadatta đã nhìn thấy con đang đi khất thực ở trong thành rajagaha sau khi nhìn thấy đã đi đến gặp con sau khi đến đã nói với con điều này này đại đức ananda từ nay trở đi tôi sẽ hành lễ uposatha và sẽ thực hiện các hành sự của hội chúng không cần đến đức thế tôn không cần đến hội chúng tỳ khưu bạch ngài kể từ nay devadatta sẽ chia rẽ hội chúng sau đó khi đã hiểu ra sự việc ấy đức thế tôn vào thời điểm ấy đã thốt lên lời cảm hứng này 388. Điều tốt người tốt dễ làm, điều tốt kẻ xấu khó làm. Điều ác kẻ xấu dễ làm, điều ác thánh nhân khó làm. Dứt tụng phẩm thứ nhì.